Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng các em đi trả lời câu hỏi số 1 trang 92 sách giáo khoa toán 9 tập 2. Ở câu hỏi số 1, em hãy tìm lại số pi bằng cách sau. Vật liệu đó là tấm bìa kéo compa thước có chiều khoảng cách sợi chỉ IA, vẽ trên tấm bìa 5 đường tròn O1, O2, O3, O4 và O5 có bán kính khác nhau. Ý B, cắt ra thành 5 đường tròn, 5 hình tròn. Ý C, đo chu vi của 5 hình tròn đó bằng sợi chỉ, càng chính xác càng tốt. Và ý D của chúng ta là điền vào bảng sau theo độ dài của đơn vị, đây là cm. Thì ở đây để giải được bài 90 để giải được bài hỏi chấm 1 ở trang 92 thì cô đã tiến hành vẽ 5 đường tròn như sau. Ở đây của cô có 5 đường tròn. Thứ nhất, đường tròn nhất của cô có đường kính là bằng 2. Đường tròn thứ hai, đường kính là đây là bằng 3 cm. Đường tròn thứ tư, đường kính là bằng 4 cm. Đường tròn thứ năm ở đây là bằng 5 cm. Và đường tròn thứ 6 ở đây của chúng ta có độ dài là đường kính bằng 6 cm. Và bây giờ thì đầu bài yêu cầu chúng ta đó là dùng sợi chỉ, đúng không, để cắt. Và chúng ta sẽ tiến hành đo xem là chu vi của đường tròn ở đây chính là độ dài C của đường tròn, đúng không em? Vậy thì ở đây là cô sẽ tiến hành đặt sợi chỉ vào đường tròn có đường kính là bằng 2 cm. Và các em sẽ tiến hành ở đây chúng ta sẽ cuốn tròn hết vào đường tròn của chúng ta. Để chúng ta sẽ tiến hành đo xem là đường tròn ở đây của chúng ta sẽ có đường kính là bao nhiêu. Rồi, và đến đây, đúng không, đường tròn của chúng ta sẽ đến đây. Và lúc này cô sẽ dùng thước và cô sẽ tiến hành đo. Thì lúc này, ở đây các em sẽ nhận được kết quả như sau. Độ dài của đường tròn thứ nhất của cô có độ dài sẽ là 6,4 mm nha các em nhé. Đây, chúng ta sẽ đặt đường chỉ sát với lại về 0. Ở đây chúng ta có độ dài là 6,4 mm, tức là 6,4 cm. Rồi, vậy thì ở đây với đường tròn thứ nhất của cô ở đây có đường kính là bằng 2. Ở đây đơn vị của chúng ta là cm em nhá. Thì lúc này cô đo được đường tròn ở đây của cô có độ dài là 6,4. Thì lúc này chúng ta sẽ tính được đó là C trên D ở đây chính bằng 6,4 trên 2. Và chúng ta sẽ được kết quả ở đây là bằng 3,2, đúng không em? Và tiến hành đo tương tự như vậy đối với lại các đường tròn 2, 3, 4 và 5. Thì đầu tiên là đường tròn 2 của cô ở đây có đường kính là bằng 3 cm. Thì cô tiến hành đo thì cô được độ dài đây là bằng 9,5. Và lúc này C trên D của chúng ta sẽ bằng 9,5 chia cho 3. Và ở đây các em sẽ được kết quả là xấp xỉ với 3,167. Và đường tròn 3 của cô có độ dài đường kính là bằng 4. Và tiến hành đo thì cô được độ dài C ở đây là bằng 12,6. Và C trên D của chúng ta sẽ bằng 12,6 chia cho 4. Và các em sẽ được kết quả là bằng 3,15. Và tương tự như vậy, ở đường tròn 4 có đường kính là bằng 5. Đo độ dài C lúc này của cô thu được đó là bằng 15,5. Và chúng ta được C trên D lấy đây là 15,5 chia cho 5. Và các em sẽ được kết quả đây là xấp xỉ với 3,1. Và đường tròn thứ 5, cô tiến hành đo thì lúc này cô sẽ thu được ở đây đó là đường kính bằng 6, độ dài C của chúng ta đây là 18,9. Và C trên D lúc này là bằng 18,9 chia cho 6. Và chúng ta được kết quả đây là bằng 3,15. Đến đây thì các em nhận thấy được là cái C trên D của chúng ta chính là số pi, đúng không em? Thì các em nhận thấy được đó chính là lúc này nếu như mà tính trung bình cộng của 5 đường tròn thì lúc này các em sẽ thu được kết quả ở đây đó chính là ở ý B này. Thì chúng ta có số pi của chúng ta đây chính bằng C trên D, đúng không em? Và tính trung bình cộng ở đây thì sẽ bằng 3,2 cộng với lại 3,167 cộng với 3,15 cộng với 3,1 và cộng cho 3,15. Và lúc này chúng ta chia cho trung bình ở đây là bằng 5. Thì các em sẽ tính được kết quả ở đây, chúng ta sẽ được đó là
Pi của chúng ta sẽ bằng 3,1534. Vậy thì lúc này các em nhận thấy được đó là số lúc này pi của chúng ta là cũng chỉ là số gần đúng đúng không? Gần sát với lại số pi của chúng ta là 3,14. Vậy thì ở đây là chúng ta đã ước lượng được giá trị gần đúng của số pi. Vậy ở đây các em sẽ kết luận được là ta chỉ ước lượng được giá trị gần đúng của số pi. Ước lượng được giá trị gần đúng của số pi. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 1 trang 92 sách giáo khoa toán 9 tập 2.